Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi xin gửi tặng quý vị và các bạn một cái video có tên Người nước ngoài có được hưởng thừa kế bằng giá trị. Hôm nay thì văn phòng tôi có nhận được một cái giấy triệu tập của tòa. Thì trong cái hồ sơ này thì tôi có kết hợp đi cùng với một anh luật sư và tôi đi với tư cách là đại diện ủy quyền. Tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện của người khách hàng của tôi để cho quý vị và các bạn biết được một chút về quy định của luật đối với người nước ngoài được hưởng thừa kế. Thưa quý vị và các bạn thì chắc chắn là người nước ngoài được hưởng thừa kế ở Việt Nam. Câu chuyện của tôi thì dành tặng cho một số kiều bào, các anh chị đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Quay lại câu chuyện của cái cô khách hàng của tôi, cô bảo rằng cô đi vào những năm 80, thì trong cái quá trình đi thì cô cũng cày bừa để mà gửi tiền về cho mẹ, cho các em, rồi cho anh chị, mỗi người khi cần một cái hũ sự gì đó thì cô đều gửi tiền về. Và cái việc gửi tiền về lúc nào trong tư tưởng của cô cũng mong ngóng cái người Việt Nam một ngày về Việt Nam. Thì tiếp theo thì khoảng còn hơn năm 90 thì mẹ cô có lập một cái di chúc. Trong đó thì nhà cô cũng nói thêm là nhà cô có hai phần đất, thì ở hai vị trí khác nhau. Nhà thì mẹ cô có năm người con, cô có 5 anh chị em. Thì theo ý chí của bà thì tương phân cho mỗi người được một phần. Nói là tương phân nhưng thực tế là lập một cái di chúc, trong đó ghi rõ phần của mỗi người được hưởng, ghi rõ nha quý vị. Và tại thời điểm đó thì cái di chúc đã được xác lập và di chúc này đã được Ủy ban Nhân dân cấp xã, bây giờ là ở thành phố là nó lên phường rồi, ngay chứ cái chỗ miếng đất đó toàn lạc đã lên phường rồi. Và người ta đã cô gửi qua cái di chúc qua cho cô, và cái di chúc bản chính thì sau vài năm thì cô về cô lấy bản chính và cô mang đi. Thưa quý vị các bạn, chuyện chắc cũng chẳng có gì để mà bàn khi mà mỗi phần của các anh chị em đều được hoàn tất. Tuy nhiên có một phần của cô thì khi mà làm cái hợp thức hóa thì cái người chị của cô đó cho rằng là thôi thì mày cứ để tao làm đi, rồi viết thêm một cái tờ giấy rằng là cái phần mà theo cái tinh thần đoạn trong di chúc đó là của cô người nước ngoài. Và thêm một lần nữa thì cô lại cầm cái tờ giấy thừa nhận của người chị cộng với cái di chúc và đi. Thưa quý vị và các bạn thì thực tế thì đất đai nó có một cái cục bùng nổ. Tôi sử dụng cái từ bùng nổ. Từ tất đất nó lên tất vàng. Và cái cuộc chiến nó bắt đầu xảy ra. Sau vài lần thì cô về Việt Nam thì cô có nguyện vọng là nhận lại cái phần đất này. Thì người chị không đồng ý và các cháu thì phản ứng. Ban đầu một lần vài lần thì sau đó là ở Việt Nam sẽ không welcome cô nữa khi cô về nhà. Chuyện gì nó đến phải đến quý vị và các bạn. Và cô đã khởi kiện tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xin được hưởng cái thừa kế theo di chúc. Câu chuyện thì chưa đến hồi kết thúc vì luật sư đang đi tranh tụng. Thông qua cái câu chuyện này thì tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn điều gì? Thứ nhất là người nước ngoài được hưởng thừa kế theo di chúc, theo pháp luật, đúng theo tinh thần của luật dân sự. Luật dân sự nói như thế nào? Hàng thừa kế thứ nhất là vợ, là chồng, là bố, là mẹ, là con của người có tài sản. Thì trong trường hợp này là cái di chúc mà cô, mẹ cô đã lập
trong đó có thừa nhận cái phần mà mẹ cô định đoạt cho cô. Vậy thì cô được cái quyền gọi là hưởng thừa kế theo di chúc. Thưa quý vị và các bạn, cái di chúc đó được thành lập, được lập năm khoảng năm 90 mấy, và tới khoảng năm sau năm 2000 thì mẹ cô mất. Thì như vậy cái di chúc này nó đã phát sinh hiệu lực. Nếu trong trường hợp cái phần đất và nhà mà khi mẹ cô chết không có di chúc thì người ta sẽ chia theo pháp luật. Còn nếu trong trường hợp có di chúc thì ưu tiên chia di chúc. Dừng lại ở đó cho quý vị và các bạn. Vậy thì cơ sở pháp lý nào để xác minh cái người để lại tài sản và cái cô này ở nước ngoài? Một con đường duy nhất là giấy khai sinh. Cô chỉ cần chứng minh rằng là tôi tên là A, là cái người mà được ghi trong di chúc đó, và tôi là con ruột của bà. Và một cái phần mà được định đoạt trong di chúc nó đã có số tờ, số thửa, tờ bản đồ rõ ràng cho quý vị và các bạn. Phần thứ hai, luật sư muốn trải qua một cái thông điệp này đến quý vị và các bạn. Vậy thì người nước ngoài sẽ được có được nhận được đất hay không? Dạ thưa không. Người nước ngoài chỉ được hưởng bằng giá trị. Thì bây giờ cái ví dụ hưởng giá trị là như thế nào? Ví dụ như bây giờ ở trước đây thì cũng có một cái vụ kiện, kiện vào năm 2008. Thì cái cô này cổ sau khi mà có được cái phần đất, nhà và đất thì cổ phải chỉ được hưởng cái giá trị theo tinh thần thẩm định giá của tòa. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Chứ để nói rằng là tại sao trên tinh thần di chúc, các anh chị ngoại kiều sẽ nói tại sao trên tinh thần di chúc là tôi được 100 mét ở cái vị trí ở cái phường A và tôi được 200 mét ở vị trí ở phường B. Bây giờ tôi lấy đó chứ sao tôi lấy tiền được? Dạ thưa, đó là những cái quy định của pháp luật đối với người nước ngoài. Còn nếu như quý anh chị và các bạn là người chưa có quốc tịch ở nước ngoài, vẫn còn quốc tịch Việt Nam, vẫn còn chứng minh nhân dân hộ khẩu, thì mình được hưởng thừa kế thôi. Trong trường hợp này tôi chỉ nói đến những người không còn quốc tịch Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn thì trong những cái video có những cái hạt sạn to tướng, cũng mong muốn của tôi là chuyển đến quý vị và các bạn thêm một cái chút kiến thức để quý vị và các bạn hiểu thêm được những cái vấn đề. Và tôi thấy là bây giờ phương tiện truyền thông ok lắm, chúng ta sẽ đưa và kết nối với nhau qua cái website nè, qua blogger nè, qua Google cộng. Và nếu như quý vị và các bạn có những cái vấn đề nào muốn hỏi về luật Việt Nam, muốn hỏi về những cái vấn đề cơ bản về luật Việt Nam thì quý vị hãy đến với tôi. Có thể rằng là cái kiến thức của tôi chưa có, nhưng mà thông qua những cái tư vấn của tôi có thể thêm được cho quý vị và các bạn để hạn chế đến mức thấp nhất những cái rủi ro mà quý vị và các bạn đang đau đầu, lao tâm khổ trí. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục làm một cái loạt video để tặng cho những kiều bào. Vì sao tôi phải đưa ra những cái video này? Vì thực tế quý vị và các bạn biết không, tôi có hai người chị là hiện tại bây giờ chị đang có quốc tịch Hàn Quốc. Thì chị cũng là một trong những người thân của tôi. Tôi cũng muốn thông qua cái video này để tư vấn cho các chị hiểu được thế nào là những cái quy định của pháp luật đối với trong trường hợp mà người nước ngoài được hưởng thừa kế bằng di chúc, hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật. Và tôi cũng không giữ cái video này cho chính bản thân mình mà muốn tặng cho quý ông bà cô bác và anh chị. Kính mong quý ông bà cô bác và anh chị có những cái câu hỏi mà mình cảm thấy mình
không biết là phải hỏi như thế nào, không biết là mình phải trả lời như thế nào, thì hãy đến với tôi sẽ giúp quý anh chị và các bạn để giảm bớt cái sự am hiểu của pháp luật. Nếu như trong trường hợp tôi không có thể làm được, không nhận được cái hồ sơ của quý vị và các bạn, thì tôi có thể là thêm một cái lời động viên, đó cũng là một trong những cái phương châm của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.